Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Bộ Năng lượng ông Centurin Yuri Petrovich thay mặt Chính phủ Liên bang Nga đã ký kết hiệp định liên chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga trong khuôn khổ của liên doanh Việt-Nga Rusviet Petro và nghị định thư sửa đổi hiệp định liên chính phủ về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của liên doanh Vietso Petro ngày 27 tháng 12 năm 2010. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Mỏ Zarubezhneft của Liên bang Nga. Việc ký kết hai văn bản này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa về chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng dầu khí trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hai công ty liên doanh. Liên doanh Vietso Petro và Rusviet Petro luôn luôn là biểu tượng của mối quan hệ truyền thống mang tính chiến lược giữa Việt Nam và Nga.